Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ cho tất cả các bác tham khảo 4 mẫu loa súp. Đấy, hiện tại có 4 cái đều ship cho khách hàng nhé em. Nếu như các bác muốn lấy lẻ một cái, ví dụ như con cơ carbon kia, con hàng cao cấp, con nóm sần này, con hàng cao cấp, đều là dòng từ 220-100. Và các bác cùng so sánh 4 mẫu này xem anh em nên chọn mẫu nào. Mẫu giờ xếp và mẫu giờ xếp này là hai mẫu của nó là bình dân và chất âm, với cái tầm giá thì rất là tuyệt vời. Còn nó trội hơn các bác nhá. Thì các bác lấy con màng carbon và con bích dày nón sần này, các bác cùng tham khảo đây. Đây là hai con bát 50. Thì các bác nhìn này, con này màng sơn dầu bóng này, em nhập một công ty khác này, màng sơn dầu bóng gân 3 gân. Con này em nhập một công ty khác, màng của nó đen mờ này, nón sần này, gân 3 gân. Đấy, về cái cấu tạo màng giờ xét thì lúc nào gân 3 gân và màng xích ly là giống nhau rồi. Nhưng về cái chất lượng thì con nón sần này là hàng cao cấp này. Con này của nó là từ 220-100. Bát 50 giờ xếp này. Cái kẹp lỗ của em thì em đặt vừa ngón tay trỏ vào đây. Từ 220-100. Cái màng của nó sần nó rỗ như cái tổ ong luôn. Các bác nhìn này. Cái màng nó sần rỗ như cái tổ ong luôn. Đấy, con này là hàng cao cấp nhá, cô 100 từ 220 đẩy 800W mình có thể chơi được các cái dòng cô 100 như này. Và tiếp đến con này này, màng sơn dầu bóng này chống nước này. Con này thì bích mỏng hơn, các bác nhìn này. Từ 220-100 là bích mỏng hơn. Đấy, con này bích dày hơn. Các bác nhìn thấy dày không chưa? Rất là dày luôn. Con này bích mỏng hơn này. Đấy. Thì em thì em cũng mẫu nào cũng có thể làm cho tất cả các bác. Ví dụ như anh em chơi hàng cao cấp thì có thể chơi con này. Từ 220-100 bích nhọn này, màng sần rỗ luôn. Còn con này này, thì hai con em cũng đều bán số lượng nhiều, con nào cũng được. Để cho anh em chọn thôi. Chỉ con đâu thực ra hàng rẻ hay hàng cao cấp cũng có. Con này màng của nó thì nhẵn này. Con này màng sần sùi như cái tổ ong. Từ 220-100, bát 50 giờ xếp thì các bác cùng lựa chọn trong một trong hai mẫu này. Còn đâu cái bát 40 ở đây thì nó khác hoàn toàn luôn. Con này nó làm bằng sợi carbon. Đây, con này làm màng xếp ly gân 3 gân, đan sợi carbon. Còn con này là dòng giờ xếp, màng xếp ly gân 3 gân. Thì con này trội hơn là cái màng carbon. Và bích tên lỗ của nó thì cũng rất là dày. Đây các bác nhìn con 40 giờ xếp, con này viên từ rất dày luôn, từ 220-100. Đấy, giá của nó êm và chất lượng âm thanh của nó rất là hay với cái dòng giờ xếp này. Từ 220-100, đít ra của nó có đôi 4-6 cái lỗ để tẩm khí tỏa nhiệt. Hôm nay thì em review cho tất cả các bác các mẫu súp 40 và 50 để cho anh em cùng chọn. Con này là màng carbon nhá, dâu của nó bọc dây điện này. Con này 15GQ401 mã vạch này. Đấy, nhện phủ tuyết này. Thì các bác cùng xem này. Con màng carbon thì đít của nó sẽ nhọn hơn. Con này đít nó tẹt hơn, vì con này nó sẽ là hàng gấu hơn. Con này của nó đít cũng tẹt hơn, và con này có đít của nó sẽ nhọn hơn, thì bích của nó dày hơn. Thì trong 4 cái mẫu súp này, anh em cứ mua lẻ một cái, em sẽ xếp hàng hiện nay là kiểm tra thanh toán. Hàng thì cam kết đúng chuẩn như video. Và chỉ có em Tùng Nguyễn Audio bán nhiều loại thì mới review cho anh em như này thôi. Chứ là mọi người nào người ta bán một mẫu người ta cứ ui ui cái loại này hay lắm, đánh uy lực lắm thì các bác không thể biết được. Nhưng em có bán kể cả mẫu rẻ hay mẫu cao cấp em đều có bán, để cho anh em lựa và chọn. Anh em có chọn hàng để chơi những cái dòng súp cao cấp hoặc là lắp cho khách, hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng những mẫu bát súp. Và anh em xem video đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn nhá.